Thưa quý vị, chiều nay sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên tử hình với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản, đưa hối lộ. Hội đồng xét xử tuyên 4 án chung thân đối với Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước. Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB. Riêng Đinh Văn Thành bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã, bị xét xử vắng mặt. Các bị cáo còn lại từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 18 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử cho rằng sau khi trừ tiền thì các bị cáo đã khắc phục hậu quả. Bị cáo Trương Mỹ Lan còn phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng.